Hello, chào bạn. Rồi, ok, rất vui các bạn quay kênh sao giải thể.com. Tất cả không? Đây, các bạn thấy đây là cái gì không ạ? Cái này mình có nhận của một ông bạn nhờ sửa hộ cái thiết bị này. Đấy, thì hôm nay mình với bạn sẽ tiến hành xem cái sản phẩm này là cái gì. Sau đó ta sẽ tiến hành tháo ra xem nội thất bên trong. Sau đó sẽ tìm hướng giải quyết cho thiết bị này nhé. Cái thiết bị này nhìn qua thì đây là một cái đèn chiếu sáng các bạn ạ, đèn, nó gọi là đèn chiếu chiếu sáng đây. 1, 2, 3, 4, 5, sử dụng 5 bóng đèn, 5 bóng, bóng này thì bóng hiệu suất cao rồi. 1, 2, 3, 4, 5 16 mắt, 16 mắt trong một cái mắt này, 16 nhân đèn rất là sáng luôn. Đèn này kiểu như đèn pha ấy. Và bây giờ đang bị hiện tượng là cắm không sử dụng được, bật không lên. Đấy, thì ta sẽ tiến hành kiểm tra. Các bạn có thể xem qua cái thông số của nó. Ở trong có cục pin 8000mAh này, chắc là dùng ắc quy. Đây là cái dòng sạc DC đồng vào này, 6V 700 hoặc 6V 500. Nó có một cổng USB này. Cái cổng USB này là xuất ra điện 5V và 500mAh, dùng để sạc cho các thiết bị ở ngoài. Nó có một cổng DC này, 4V 2000, đây chắc cổng này để xuất cho cái bóng đèn khác. Và đây là bóng này, bóng CB LED này. Bóng này 7W hay sao? 7.5W trên một bóng. Các bạn ạ. Bóng này là hiệu suất cao ấy, rất sáng luôn. Người ta sẽ tiến hành tháo nhé. Và tháo từ đằng đuôi rồi này. Từ đằng đuôi đằng này. Tháo ra cho trong mình. Úi trời. Đèn này như tháo rồi sao, rất là dễ tháo luôn. Ta sẽ tháo hết bốn ốc rồi nhé. Ta sẽ tháo phần đuôi nhé. Đây phần đuôi này. Tháo xong bạn sẽ kéo ra này. À, ta sử dụng cái thanh này để nẹp. Bạn ạ, hai thanh nẹp. Tháo tiếp tục cái thanh trên nữa. Kéo ra. Kéo thanh trên này ra nữa. Thiết bị ở trong khi các bạn tháo hai đầu ra sẽ thấy nó có cái gì đây. Ở trong là có một bình ắc quy 6V. Ở đây. Nếu mà với một thiết bị chạy sử dụng bình ắc quy như thế này thì như thế nào nhỉ? Các bạn có thể nâng cấp được nhé. Cái khung này còn rất là nhiều. Đèn này mà nâng cấp lên thì thành siêu sáng luôn. Làm toàn bộ giải pin ở phía trong này. Bây giờ tiếp tục ta phải gõ cái đầu này ra này. Đóng cái này ra, đóng cái thanh này ra. Đây, ta rút được hai thanh này nhé. Rút thanh ra, bây giờ ta sẽ mở cái lắp này lên. Đây, ta rút. Nó sẽ cho phép ta rút được cái mở được cái lắp này lên. Đây. Phần ruột được mở ra đây. Cái phần mặt bóng thì các bạn giữ cẩn thận, đừng để cho nó bung nha. Đây, phần thiết bị bên trong. Mình ắc quy để ở đây. Nhấc ra như này. Toàn bộ phần ruột đây. Không biết mạch có bị sao không đây. Đây là mình sợ là hết ắc quy. Con này ắc quy của sữa à, ủa rồi ắc quy 4V rồi này. Họ sử dụng ắc quy chuyên dụng 4V này. Cái đèn này thì mình vừa mới lắp thử vào điện các bạn ạ. Lắp vào điện chạy thử bằng cái kẹp dòng này. Sử dụng 4 điện 4V kẹp vào thiết bị thì chạy bình thường, hoạt động không vấn đề xảy ra cả. Thì thế thì theo như mình, nếu mình không vấn đề xảy ra thì theo như mình nghĩ thì cái đèn này là bị hỏng ắc quy. Đây, ắc quy 4V 8Ah. Với những cái dòng đèn mà chạy ắc quy này thì cái bệnh rất hay xảy ra là bệnh chết ắc quy từ ngày xưa rồi. Kể cả như các bạn mua cái quạt tích điện mà dùng ắc quy thì bao giờ cũng chỉ sẽ là bệnh chết ắc quy. Còn đèn hoặc quạt thì sẽ rất khi hỏng. Như cái đèn này thì được một cái điểm rất là mạnh là nó chạy bóng rất là sáng luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bóng rất là sáng. 5 bóng này mà nó ăn cái dòng như mình đo máy nó lên tầm 2A. Thì như bình 8A chạy được 4 tiếng là sẽ hết điện. Đấy. 4 tiếng, 8Ah. Xả hết sạch điện. Thế nhưng mà đến những đoạn về cuối thì điện nó sẽ ít đi rồi nó tụt đi thì đèn nó không sáng lắm.
Đèn này bây giờ chỉ có một cách là đi thay ắc quy thôi, còn này thì hoạt động bình thường. Sau đó kiếm cái sạc DC 6V vào đây, cắm vào đây. Cái đèn nó sẽ báo cả mức ắc quy đang sạc luôn này. 25, 50, 75, 100. Bây giờ mình không biết kiếm được là điện 6V để thử cho bạn cái chức năng sạc của cái bình này. Mình sẽ sử dụng cái bộ 1A bạn nhé, sạc 6V 1A để chạy thử xem. Điện xem có hoạt động không nhé, thiết bị hoạt động không. Rồi, mở nắp vào nhé. À, sáng luôn các bạn ạ. Chơi linh này, để nó sạc luôn này. Đèn rất là sáng luôn. Bây giờ mình sẽ thử hàn ắc quy lại xem thiết bị có nhận không nhá. Tiếp tục về đến phần thử hàn ắc quy lại. Các bạn vừa xem là đèn vẫn hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Mình đang sợ là chết bộ sạc nhưng này không biết. Cái con này rất nèo phèo, chẳng có gì cả. Ngày trước cái đèn Kento mà các bạn mà mua ngày xưa thì rất hay thấy cái này. Nó còn có cả mạch chuyển áp cơ, kinh lắm. Chuyển khi nào mà có điện lưới các bạn thì chuyển sang dùng điện lưới sạc ắc quy luôn kìa. Bây giờ thì cái đèn đi trái dùng rồi. Bỏ xó bán đồng nát hết. Đèn đi nó chỉ có mỗi bệnh là hỏng ắc quy thôi. Nhà mình còn vẫn còn mấy cái đèn này. Rồi. Đã sạc xong, bây giờ sẽ quay về đây, lắp lên đây cho mình. Rồi, sẽ lắp lại như cũ nhé, lắp lại vào như cũ. Cái mặt nó rất sáng, cái mặt này đừng có chạm tay nhé, nó bẩn ngay. Bẩn là các bạn chạm tay và rất dễ bị bẩn. Rồi, hấp nó vào như thế này. Đèn báo rung động không cả lên luôn. Charging. Sợ ắc quy là đang bị kiệt quá, ắc quy bị kiệt quá nó sẽ không chạy được cái đèn này. Cái đèn này coi như là bị lỗi phần ắc quy. Đấy, mình sạc vào thì nó có dòng báo lên đây là tận 6V rồi, nhưng mà không chạy được. Nếu các bạn mà dùng cái đèn này thì sau này mua cái đèn này nhá thì sau này chắc chắn sẽ bị xảy ra một tình trạng là bị hỏng ắc quy. Cái bệnh chung của cái dòng đèn này rồi. Cái dòng đèn ắc quy là bao giờ bị như vậy. Sau này kể cả các bạn mua các thiết bị chạy ắc quy thì cái bệnh của nó rất hay bị là bệnh hỏng ắc quy thôi. Nhưng khi các bạn dùng là phải chú ý sạc đều cho mình. Một tháng là ít nhất phải sạc một lần với cái dòng đèn ắc quy này. Nếu để quên không sạc là sẽ bị hỏng ắc quy. Mà đã hỏng ắc quy rồi thì cứ bỏ thôi, chả có dùng làm gì cả. Không chữa được, không cứu chữa được cái bệnh luôn. Thay ắc quy chi phí rất là cao. Thường là sẽ bỏ không thay ắc quy nữa. Bây giờ mình sẽ đóng lại nắp thôi, đóng nắp và gửi giả anh này. Và cái đèn coi như là đã sửa xong bạn nhé. Đấy, cho mình đã tháo các bạn xem ruột này và cái hướng để sửa chữa. Với và cái lưu ý là dưới cái dòng đèn ắc quy này thì các bạn nên sạc đều. Những cái đèn này bây giờ là bị chết ắc quy rồi, bó tay rồi, không có báo lên đèn sạc luôn này, nằm im hết. Đấy. Cắm điện vào thì vẫn chạy nhưng mà sử dụng cái chức năng này thì không bật được. Ắc quy trong coi như là không có tác dụng gì cả, xả sạch rồi, chết cọc luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nhé. Chúc các bạn
khám phá được nhiều đồ mới và lạ. Bye bye.